Quý vị và khán giả đang theo dõi bản tin mới nhất trên sóng của An ninh 24 giờ. Thưa quý vị, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đã trở nên quen thuộc và gần gũi với bất kỳ một người dân nào, bởi họ là những người giữ bình yên cho cuộc sống, đảm bảo an ninh trật tự xã hội cho nhân dân. Thế nhưng hành động vô cớ đánh đập dân của ba công an viên dưới đây lại khiến người dân hoàn toàn bức xúc. Giữa công an và người dân đã xảy ra xích mích gì mà khiến một người dân bị thương nặng, khiến gia đình phải kêu cứu khắp nơi? Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung ngay sau đây để biết thêm chi tiết. Ba công an đánh dân bị xử lý, gia đình nạn nhân vẫn chưa chịu. Ngày 13 tháng 6, ông Phạm Hoàng Tuấn, 54 tuổi, ngụ tại xã An Quy, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho biết, gia đình ông vừa nhận được thông báo kết quả giải quyết tố cáo của công an huyện Thạnh Phú về việc con trai ông vô cớ bị công an mời làm việc và bị đánh đập. Trong thông báo, Công an huyện Thạnh Phú cho biết, sau khi tiến hành xác minh khẳng định nội dung tố cáo là đúng. Theo đó, những người có liên quan đến hành vi đánh người xảy ra tại Công an xã An Điền vào ngày 7 tháng 3, bao gồm có Thiếu úy Nguyễn Văn Lẩm, cán bộ đội cảnh sát hình sự, Thượng úy Huỳnh Văn Khởi và Trung úy Cao Văn Phục, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Thạnh Phú. Thiếu úy Lẩm bị kỷ luật với hình thức khiển trách, không xét thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2019, đồng thời bố trí công tác phù hợp để phòng ngừa sai phạm. Trung úy Cao Văn Phục và Thượng úy Huỳnh Văn Khởi bị kiểm điểm, phê bình trước toàn đơn vị, không bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019. Trước hình thức xử phạt dành cho Thiếu úy và Thượng úy đánh con trai mình, ông Tuấn, cha nạn nhân bức xúc. Như vậy là chưa đủ sức răn đe để làm gương, tôi không đồng ý với cách xử lý này nên sẽ tiếp tục khiếu nại đến các cấp cao hơn. Cùng ngày, thì ông Nguyễn Trúc Sơn, bí thư huyện ủy Thạnh Phú cho biết, đích thân ông đã đứng ra giải quyết và gặp gỡ gia đình, thừa nhận công an làm như vậy là sai. Ông Sơn cho rằng mức kỷ luật mà Công an huyện Thạnh Phú đưa ra là căn cứ theo quy định. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục gặp gỡ gia đình anh Tú để nắm bắt nguyện vọng và có hướng giải quyết, ông Nguyễn Trúc Sơn nói. Anh Phạm Hoàng Tú, 28 tuổi, ngụ tại xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú kể lại vụ việc. Khoảng 18 giờ 33 ngày 7 tháng 3, khi anh đang ở nhà thì nhận được điện thoại của trưởng công an xã An Quy mời lên trụ sở công an để làm việc liên quan đến một vụ đòi nợ tiền game bắn cá trên địa bàn. Trước đó, một người có làm ăn chung gửi máy bắn cá tại cơ sở của Tú để anh em người làm ở đó chơi. Trong số những người chơi ở đây, có một người bị thiếu tiền và bị giang hồ đòi nợ. Dù không có liên quan gì đến vụ việc, nhưng anh Tú vẫn chấp hành đến trụ sở công an. Khi đến nơi thì chỉ có hai người xưng là công an xã An Điền, huyện Thạnh Phú mời về trụ sở công an xã An Điền để làm việc. Tại trụ sở công an xã An Điền, sau khi hỏi vài câu, thì có một người mà sau này tôi mới biết là Thiếu úy Nguyễn Văn Lẩm, cán bộ đội cảnh sát hình sự công an huyện Thạnh Phú, đánh vào đầu, mặt, ngực tôi liên tục. Cùng lúc này, mấy người khác đang ngồi nhậu gần đó cũng vào phòng làm việc thay nhau dọa nạt và đánh đập tôi. Đỉnh điểm đến khoảng 20 giờ cùng ngày, một người trong bàn nhậu cầm cây móc nước đá bổ vào đầu, khiến máu tuôn xối xả, ướt cả áo. Sau đó họ bắt tôi cởi áo để giặt và vẫn tiếp tục đánh. Đến 22 giờ cùng ngày, sau khi viết xong bản cam kết không bị đánh đập theo yêu cầu của họ, thì tôi mới được cho ra về. Chạy xe về đến cửa nhà, tôi xỉu tại chỗ, anh Tú kể lại. Ông Phạm Hoàng Tuấn cho biết, khi thấy con trai bị đánh như thế, gia đình đã kéo lên công an huyện Thạnh Phú để phản ánh, nhưng được hướng dẫn về nhà viết tường trình sự việc. Không đồng ý, gia đình ông Tuấn kéo nhau qua trụ sở công an xã An Điền trong đêm thì tiệc nhậu tại đây vẫn còn. Bàn nhậu được bày ngay trong trụ sở công an xã An Điền. Khi tôi đến nơi thì họ tản ra và chỉ còn một vài người và có quay clip lại, ông Tuấn kể. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh Tú đã khiếu nại khắp nơi. Và trong mới đây, gia đình nạn nhân đã được thông báo kết quả giải quyết tố cáo của công an huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Hiện vẫn chưa có thêm thông tin về việc giải quyết vấn đề trên. Tuy nhiên, việc công an dùng vũ lực đối với người dân là một hành vi khiến cộng đồng cực kỳ bức xúc. Hơn thế nữa, nếu đúng như lời ông Tuấn kể về việc tại trụ sở công an xã có bài tiệc nhậu, thì quả thực, lãnh đạo cần phải xem xét để sớm đưa ra câu trả lời thích đáng cho dư luận. Một vụ việc khác cũng liên quan đến xích mích giữa công an viên và một người dân gây xôn xao trong dư luận thời điểm bấy giờ. Đáng nói là hai người đánh trọng thương người dân lại là một thượng úy và một thiếu úy. Hai công an xông vào nhà dân đánh người trọng thương. Ở thời điểm đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh hai người thanh niên ở Trần xông vào nhà đánh một người đàn ông bị thương nặng. Sự việc được cho là xuất hiện vào chiều ngày mùng 2 Tết, mùng 6 tháng 2, tại khu vực bến xe cũ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Hai thanh niên xông vào nhà đánh ông Đỗ Văn Hải, 41 tuổi, ngụ tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, An Giang, được cho là Thượng úy Nguyễn Duy Linh, đội cảnh sát hình sự, và Thiếu úy Nguyễn Minh Luân, đội cảnh sát quản lý hành chính công an thành phố Châu Đốc. Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 2, Thượng úy Linh và Thiếu úy Luân đã xông vào nhà ông Hải dùng tay, chân và côn ba khúc đánh tới tấp vào mặt, rồi sau đó dùng chân đạp ông Hải rất lâu mới bỏ đi.
Mặc dù lúc này có vài người dân và nhân thân ông Hải can ngăn, nhưng ông Linh và Luân vẫn đánh và đạp ông Hải, khiến ông không ngồi dậy nổi, phải chờ đi cấp cứu trong tối mùng 2 Tết tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc. Trao đổi điện thoại với báo chí ngày 11 tháng 2, ông Hải cho biết, sau khi bị đánh, ông phải nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Châu Đốc. Hiện tại trên đầu bị tét, vết thương khoảng 5cm và sống mũi bị gãy, nên tôi lên Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh khám xem thế nào rồi tính tiếp, ông Hải nói. Chiều cùng ngày, Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã nắm sự việc và đang làm quy trình đình chỉ công tác Thiếu úy Luân và Thượng úy Linh để phục vụ cho công tác điều tra xác minh vụ việc. Vụ việc hai công an đánh nhau với người dân là một người dân phải nhập viện xác nhận là có. Theo báo cáo từ Công an thành phố Châu Đốc, thì hai gia đình này có mâu thuẫn từ trước nên khi rượu chè vào đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Sau khi có kết quả cụ thể sẽ xử lý nghiêm minh, Đại tá Hồng nói. Tuy nhiên, việc công an để mất bình tĩnh đánh dân như vậy vẫn khiến dư luận không khỏi bức xúc. Vì lẽ ra họ phải có cách giải quyết khác thay vì dùng vũ lực với dân. Tiếp theo cũng là một câu chuyện đang được cư dân mạng chia sẻ và đưa ra nhiều lời bình luận trái chiều trong thời gian qua. Liên quan tới một đoạn clip ghi lại cảnh cán bộ công an phường Vĩnh Diện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam dí roi điện để đe đối tượng trong quá trình hỏi cung. Đại úy dí roi điện dọa thanh niên khi hỏi cung. Ngày 4 tháng 10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc clip một thanh niên bị công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn dí roi điện vào người thanh niên khi hỏi cung. Cụ thể, vào 21 giờ ngày 8 tháng 9, Tổ công tác Công an phường Vĩnh Điện đang trong quá trình tuần tra, phát hiện có 3 đối tượng tại khu vực phía sau chợ Vĩnh Điện có biểu hiện nghi vấn nên truy đuổi. Quá trình truy đuổi, Tổ công tác bắt giữ Dương Văn Hòa, 21 tuổi, trú tại Điện Tiến, thị xã Điện Bàn. Kiểm tra nhanh trên người và phương tiện của Hòa, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 5 con dao tự chế, 2 đối tượng còn lại chạy thoát. Tổ công tác đã đưa Hòa về trụ sở Công an phường để làm việc. Sau khi đưa về trụ sở làm việc, đối tượng Hòa rất ngoan cố, không hợp tác khai báo, có nhiều hành động chống đối phản kháng lại tổ công tác. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, hành vi côn đồ khi mang theo hung khí đi đánh nhau, nên Đại úy Trần Đình Định và Đại úy Nguyễn Hồng Phong khai thác thông tin về hai người đi cùng với Hòa. Do quá nôn nóng khi thu thập thông tin, phục vụ công tác truy tìm hai đối tượng còn lại, nên Đại úy Định đã dùng roi điện để hù dọa Hòa, tuy nhiên không gây thương tích cho đối tượng. Sau khi làm việc với lực lượng chức năng, Hòa khai nhận do mâu thuẫn từ trước nên vào đêm xảy ra sự việc, Hòa cùng đối tượng Thành Trung, 18 tuổi và Hồ Công Duy, 14 tuổi, có mang theo một con dao tự chế đến xã Điện Phương để tìm Trần Hải, 18 tuổi đánh nhau. Nhóm Hòa bị Hải cùng 20 đối tượng khác chặn đánh nên bỏ lại xe máy và tháo chạy về khu vực phía sau chợ Vĩnh Điện. Để chuẩn bị hung khí thì lực lượng chức năng phát hiện. Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip có tiêu đề Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn dùng roi điện chích vào người dân đang gây tranh cãi dư luận. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an thị xã Điện Bàn tạm đình chỉ công tác cán bộ có liên quan, đồng thời khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến các băng nhóm tội phạm hình sự, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc sử dụng công cụ hỗ trợ khi làm việc với đối tượng hình sự. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng lên sóng vừa rồi. Đừng quên like và đăng ký kênh An ninh 24 giờ để tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.